Vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp, hay còn được gọi là Pháp Luân Công, được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra tại Trung Quốc từ năm 1992. Đây là pháp môn tu luyện Phật Pháp giữa đời thường theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, kết hợp với tập luyện 5 bài công pháp nhẹ nhàng. Nhờ việc cải thiện sức khỏe tốt, tinh thần đạo đức được thăng hoa, mà Pháp Luân Công chỉ sau 7 năm phổ truyền, tức là tới năm 1999, tại Trung Quốc đã có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người theo tập, cứ 10 người Trung Quốc lại có một người tu luyện Pháp Luân Công. Năm 1995, Đại sư Lý Hồng Chí đã được mời giảng Pháp tại nhiều nước ngoài Trung Quốc, đánh dấu cho sự phổ truyền rộng rãi của Pháp môn ra các nước khác như Mỹ, Úc, Canada, châu Âu, v.v. Báo chí truyền hình Trung Quốc thời điểm này khuyến khích người dân tập Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, giảm thiểu chi phí y tế, tỷ lệ tội phạm cũng giảm đáng kể. Pháp Luân Công được vinh dự trao giải thưởng Minh Tinh Công Phái và nhiều giải thưởng khác tại Trung Quốc. Cuộc bức hại mang tính diệt chủng. Tuy nhiên, lòng đố kỵ sâu cay của người đứng đầu chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân. Ông ta ghen ghét, đố kỵ vì có nhiều người tập Pháp Luân Công hơn cả số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự yêu mến của toàn thể người dân dành cho Đại sư Lý Hồng Chí. Ông ta đã mất hết lý trí và chính thức ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp vô lý nhất, vô nhân tính nhất trong lịch sử để bức hại một môn tu luyện ôn hòa. Báo chí truyền hình Trung Quốc 24/24 giờ kể những câu chuyện được thêu dệt, làm giả tin tức để đạt mục đích của Giang Trạch Dân là tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. Hàng triệu người tu luyện hiền lành chỉ muốn làm người tốt, chữa bệnh khỏe thân, và hàng triệu người họ hàng của họ, con cái của họ trực tiếp bị ảnh hưởng. Người tu luyện bị bỏ tù, đánh đập, tra tấn bằng hơn 100 phương cách, mà nhiều đánh giá là dã man nhất trong tất cả các thời kỳ lịch sử nhân loại, chỉ để thỏa mãn việc ép buộc người tu luyện từ bỏ tu luyện và ký vào hối quá thư, nói xấu môn tu luyện và nhà sáng lập pháp môn này. Con cái của những người tu luyện buộc bị thôi học, bị tước mất việc làm và tương lai. Người tu luyện còn bị mổ cắp nội tạng sống để phục vụ cho mục đích bán nội tạng kiếm tiền siêu lợi nhuận của giới chức Trung Quốc. Sau đó, xác của những người tu luyện được phi tang bằng cách cho thiêu hủy. Đến nay, hàng chục công trình nghiên cứu độc lập đã vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tòa án Tây Ban Nha đã kết tội và ra trát bắt Giang Trạch Dân với tội danh diệt chủng. Phản bức hại ôn hòa. Đến nay, cuộc bức hại đã và vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. 25 năm qua, những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới vẫn ôn hòa và bằng nhiều cách để nói lên sự thật bi tráng. Trước những tội ác phản nhân loại của chính quyền Trung Cộng, người tu luyện nói lên sự thật giúp con người hiện nay minh bạch về thiện ác, chính tà, để con người không hùa theo cái ác, tránh được những việc làm xấu. Tại các điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, chúng ta bắt gặp nhiều tờ áp phích nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Công là một môn tu luyện hòa ái, khỏe tâm và thân. Chúng ta cũng thấy sự tàn ác của chính quyền Trung Cộng trong việc bức hại người tu luyện tại Trung Quốc hiện nay. Nhiều nơi các học viên cũng tham gia thắp nến, diễu hành, biểu diễn âm nhạc, triển lãm tranh, v.v. để truyền đi vẻ đẹp của giá trị chân, thiện, nhẫn. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công. Ngày 26 tháng 6 năm 2024 mới đây, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công nhằm chấm dứt các hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân vô tội khác do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ áp dụng các lệnh trừng phạt đối với những người ở Trung Quốc tham gia và trợ giúp hoạt động thu hoạch nội tạng. Nếu quý vị và các bạn thấy những thông tin này, xin hãy đừng thờ ơ và hiểu sai lòng tốt của những người tu luyện Pháp Luân Công. Vì chính quyền Trung Quốc bức hại quá tàn khốc nên các học viên phải ngăn chặn tội ác này cho toàn thế giới biết sự thật để chính quyền Trung Cộng dừng ngay cuộc bức hại này, đồng thời cứu nhiều người khỏi tội ác vô tình sát hại người khác vì đến Trung Quốc du lịch ghép tạng mà không biết sự thật.
nhân quả báo ứng. Trung Quốc có lẽ là quốc gia có nhiều tai ương xảy nạn nhất thế giới như động đất, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh kéo dài nhất khiến hơn 400 triệu người đã chết vì Covid. Dị tượng cũng hay xảy ra như nhiều mặt trời xuất hiện cùng một lúc, tuyết rơi giữa mùa hè, nạn châu chấu, sâu bọ đầy khắp mặt đất. Trong lịch sử, triều đại nào hành ác khiến dân chúng chịu oan sai, khổ đau đều có những dị tượng bất thường như vậy và mau chóng dẫn đến sụp đổ. Hành ác không thể thoát khỏi nhân quả, lưới trời tùy thừa mà khó lọt. Cá nhân hay tổ chức hành ác đều gặp báo ứng nặng nề. Chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn hữu duyên luôn đứng về phía thiện lương, bảo vệ người tốt và lẽ phải để luôn được phúc báo và có một tương lai tươi sáng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và chia sẻ. Bạn tôi ơi, có nghe chăng lời hát từ trái tim mang bao thổn thương và thẳm sâu không gian rộng lớn, trời đầy sao sang nhật tâm thiện. Dù dương gian thân chôn vùi trần thế, một niềm tin chân lý mãi còn, sự thật kia thắp lên ngày mai cho nhân gian tương lai sáng ngời. Thắp lên ngọn nến kết nối chiều trái tim, chân thiện nhân khắp nơi nơi mừng vui, không còn khổ đau sợ hãi cũng rời xa. Để từ đại pháp tỏa sen vàng sáng trong, thắp lên sự thật ngàn năm vượt bi ai, thắp lên sự thật ngàn năm.